Em rất là vui ạ. Anh rất là vui á. Rất là bất ngờ mình về nhà. Không có nhà rồi. Mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cói La Liên. Trong những lúc mà bên trên chỗ nhà ánh sáng là bà con vẫn đang kiêng không có được đi làm nhà thì chúng em có đi về. Ngày nay thì có lên nhà của vợ chồng anh Quả. Ngày nay lên đây là không thấy có nhà rồi. Cửa đóng. Khóa cửa. Không có nhà. Xem cái vườn rau này. Rau và cải bây giờ cũng là chuẩn bị cuối mùa rồi. Chắc hai vợ chồng đi làm nương rồi. Không thấy đâu rồi. Mùa này thì trên chúng em đang là mùa sắn, đang bắt đầu đi trồng sắn rất là nhiều luôn. Cái khoảng thời gian này ạ. Cày cấy thì bà con cũng đã cày cấy rồi. Anh Thành có biết nương của Quả ở đâu không? Không biết. Thôi vậy đi lang thang đi tìm thử xem nào. Em ơi, cho anh hỏi chút nhỉ. Em biết cái vợ chồng Quả ở bên đó. Quả? Quả nhà đến này. Không biết là chắc nó đi làm sắn. Thì nương sắn ở quanh đây ở chỗ nào em biết không? Nhà Quả. Không biết rồi. Em không biết đâu. Không biết á? Anh cảm ơn nhá. Em tiện là ghé qua để mà xem con ngan nhánh trạo xem nào. Lớn bao nhiêu à? Con ngan của anh Trao đấy ạ. Anh Trao là chưa kế ruộng rồi anh thả luôn ngan hết ra ruộng. Hay tầm một tháng nữa thì ăn thịt được rồi nhỉ? Là bán được. Như con này nó phải mọc hết lông rồi. Vâng. Nó mọc hết lông cánh là được. Thì góc ruộng bên kia cũng có. Hôm trước thì em có câu hỏi anh Trao nói là còn 85 con nữa. Thì nghèo khoảng 15 con à? Ừ. Đúng rồi. Chị bé này hay làm tổ ở nhà nhỉ? Đầu tiên là cô Hạnh với chú Dũng là tặng cho 100 con ngan giống này. Đấy. Bây giờ là còn 85 con. Bây giờ đi xuống nhà để xem con gà. Này chắc nhánh cháu cũng đi làm nương hết rồi, không phải nhà mà. Đây gà của anh Trao đây à. 50 con gà giống. Anh Trao thả như này là rất là ngon đấy nhỉ, thịt gà ấy. Ừ, gà thịt gà cũng thế nhỉ. Vâng, như gà ta luôn. Trước thì anh có xuống chúng em để lấy tiền mua thêm 2 bao cám đậm đặc nữa. Này mấy hôm trước là đưa thêm cho anh 500.000 nữa để mua thêm cám cho ăn. Cám đậm đặc trộn với lại ngô. Tỷ lệ ngô thì sẽ nhiều hơn tỷ lệ cám. Đấy, xong là dần dần là cắt hẳn cám đi. Chị mẹ làm tổ trên này. Đấy. Bây giờ chúng em tiếp tục đi tìm vợ chồng anh Quả xem nào. Là kiếm được cái lốp ô tô tận dụng luôn để mà làm máng ăn. Đâu? Hỏi chút.
đi cây sắn à? Ờ, đi cây sắn. Ờ, anh biết vợ chồng quả hôm nay đi làm gì không? Không biết à. Sắn này đi nhà cái này, không biết à. Rồi, cảm ơn nhá. Xe lót hơi à? À, vợ chồng đi làm sớm quá à? Ừ. Để sang nhà bên này xem nào. Đi làm ở đâu đấy? Lên trên này á? Ờ, thế cái lưng đi lưng sắn nhà quả đâu em biết không? Em không biết đâu ạ. Ờ, anh cảm ơn. Biết không? Nó có một đang trên kia nó cưới rồi. Nó cưới rồi à? Ừ. À đây có không? Đây không có. À, thấy đứa ở gần nhà nó bảo là nó đi lối này không biết làm gì nhỉ? Hay đi trả công cho ai nhỉ? À, trong này có ai cây sắn không? Bây giờ ấy, không. Cây hết à? Còn trên này à? Trên này có hết rồi. Ô này thì khó hơn cả. Đã đi đâu nhỉ? Nãy bể à? Gọi không thấy nghe máy. Hiện tại thì bây giờ là buổi trưa rồi. Trưa thì chúng em quay trở lại với nhà anh Quả. Chưa ăn cơm à? Hả? Vậy anh đi đâu? Chào họ cái sáng rồi. Còn sáng nay anh không đi làm à? Sáng nay anh ơi, chị ở nhà chở cá sắn mày một cái. À, đi chở cái sắn kia. Thế vợ chưa không về ăn cơm à? Không, nó ở trên nương. À, ăn cơm ở trên nương á? Ở tận đâu? À, ở tít dưới Tân Quang à? Sao chưa anh về ăn cơm à? Mình làm đây về đây ăn cơm thôi. Hả? Mình chợ ở các sáng đây mình về đây ăn cơm thôi mà. Chào cây sắn chứ. À. Chưa, còn trước kia còn đi trên đường. À. Sáng nay đi tìm khắp làng không thấy. Sáng nay hôm qua cái máy nó bị hỏng trong sáng nay mới mà đi sửa. Sẵn nhà. Chưa ăn à? À. Mọi người lấu đi. Không có rau. Còn rau đâu? Thì ăn lúc nào thì ăn luôn tí cơ khô xong lại đi chợ tắm sáng rồi. Ui, ăn vậy sao có chân. Mọi người thì nấu ăn xong nghỉ ngơi ấy. Mình còn đi làm ấy. Ăn cơm khô này. Tự như mình thì thích ăn cơm đấy. À. Lúc nào sẽ đi làm thì ăn được một bát xong đi. Đây đấy, à. Mai trả đây. Mai là chờ cái giống sắn ra đấy. Còn nay là vợ đi đổi công với người ta. Còn anh thì ở nhà chặt cây sắn giống của nhà mình. Wow, anh Quả là có con này là con gì đây? Con này là con nhái à? Vũ nữ chân dài. Đây, rất nhiều luôn. Wow. Đây anh Quả, anh bảo không có gì ăn, ăn cái con này này. Con ếch bé này này. Vua nữ chân dài à? Ừ. Đây. Mùa này là mùa mùa cày cấy ạ. Đây có những con ếch nhái. Cả nhà mới ngon à Quả? Ừ. Có vợ có chồng nhỉ? Của mình thì ăn cứ khô xong. Đặt bạo tùa cứ khô. Về dành cho vợ cho con à? Cái này bác về ăn. Không, cái này cứ làm rồi mà. À. Có con cá, con lươn. Thế em đi soi đêm à? Ừ. À. Này của hôm qua hay là từ hôm nào rồi? Hôm qua. À. Ui, bằng này còn nhiều phết đấy nhìn. Nhìn. Nhà anh Thanh nhảy, ôi rồi. Mình em nấu cơm à? Cảm ơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi này có mà hàng trăm con này. Để tí. Hôm qua là cắt điện đấy này. À, mổ á? Ừ, 12 giờ. Tay ghế để em chăn nước sôi ra à? Ừ, ép khi làm dâu rồi. Làm cái làm cái này xong lại đi làm rồi. À. Chắc để dành cho vợ cho con thôi. Không, mình ăn không ngon.
bán thịt thì ăn mới ngon đấy. Mình cứ ăn thế này xong lại đi làm. Nói chung là ăn tạm qua bữa nhờ. Qua bữa nào đi làm tiếp. Thế từ ngày có cái tủ quần áo này trông là có vẻ là ngôi nhà gọn gàng hơn rất là nhiều luôn. Ôi nhưng mùa hè ở trong này xong rồi đốt bếp nó nóng lắm nhỉ. Ui, khói độc trẻ con lắm ý. Nóng ý. Có tắt mồ hôi không? Không. Đốt nước nữa mà. Đốt lượng thì mùa hè này thì không chịu nổi đâu. Tại cái ngoài nhiều rồi. Khói nó tặng qua thì nó cũng tặng khói lắm. Không đốt thì lại không nấu được cái gì ăn. Ác chiến đấy nhà anh quả làm hết bằng đấy con anh nhái con đi. Có mổ không em? Cháu luôn rồi mà. Nên cứ bóp rồi đây kéo luôn rồi mà. Con nhái à hay là ếch? Con ngoé bé. Con ngoé hay con nhái chả biết. Nhưng cái này không phải ếch to, ếch to phải to hơn. Gọi là ếch chứ còn cái này là gọi là con nhái chứ nhỉ? Nhái rồi. Người lắm màu cam cam đúng không? Lâu lâu đúng không? Ừ. Đúng rồi, con nhái. Có ếch vậy là ếch to kìa. Một bữa cơm của người vùng cao thì rất là đơn giản. Cơm trộn với lại nước sôi để nguội thế là ăn là no là xong. Thế quả ăn ngon nhỉ? Ngon mà. Được rồi, cứ ăn thế thôi. Làm ăn nữa chứ. Ôi ngon hãy ăn. Xong rồi á? Ừ. Đi dưới kia cầm đi lấy một tí nước đi cho vợ con uống con nước. Mùa nóng này thì khát đấy. Anh cầm nước đi xong anh lại quay về trên này để chặt giống sắn à? Ừ. Thế mai nhà em cấy ở bên này à? Mai cấy ở dưới nhà cũng. Đất cũng trồng thuê chứ? Ừ. Đất đấy là của cái thằng người giao của ông Kim kia. À. Kim nhỉ? Mùa này chưa có ếch to nhỉ, chắc phải nóng nóng tí mới có ếch to. Quá. Là vợ em là đi đổi công cho họ để hôm nào nhà em cấy thì họ còn trả công đúng không? Ừ. Còn có người làm. Người làm. Thế mang cả đứa bé tí đi à? Ừ. Ừ, nóng lắm nhỉ. Đứa lớn. Đứa lớn đi học. Ừ. Đứa bé kia nó cho mình có một nhà thì không có sữa cho nó ăn. Ờ. Cho mẹ đi làm. Nước nước đầy em ơi. Để tét rồi. Cô sáng nữa lại chạy về rồi nhỉ. Quên cơ. Anh quả là ăn cơm rất là nhanh. Một bữa cơm là chưa đầy 5 phút. Chưa đầy 1 phút đấy. Chắc chưa đầy 1 phút thật đi nhỉ. Chắc phải bị mú ba. Ừ. Con có mũ chưa? Con có nhưng mà biết rồi. Con nó nóng quá. Hay là có mang cái quần thêm cái quần cái áo cho con không? Sợ bỏ mang không đủ ấy. Không hay ấy. Vợ chồng anh quả là rất là chịu khó luôn đấy. Tuy là đấy hoàn cảnh thì biết rồi, rất là khó khăn rồi. Nhưng mà chịu khó đi thuê đất của người ta để mà trồng sắn. Nhà thì không có đất. Đất rất là ít rồi, không đủ, gọi là không đủ để làm. Cái vùng cao mà không làm như này thì không. Cái vùng cao không có đất đi, không có đất thì nó rất là khó để mà đủ ăn. Đúng rồi, mình mà không đi làm nữa này, không có ăn được. Này bị đói nghèo. Đi. Thank you.
anh? Nó đi ăn cơm hết rồi. Hả? Nó đi ăn cơm hết rồi. Thì đi thôi. Con đường thật sự là rất là dốc luôn. Đi, không phải ăn cơm ở đâu? Tại vì mình tiếp theo hậu chế bên nào. Này, phía bên này đây rồi. Bây trưa mọi người nghỉ luôn ở đây. Này đang ngủ. Ôi, người đang ngủ. Ôi. Con này. Ôi thôi bé. Nhỏ nhỏ thôi không. Ôi, sẽ em bé chào chị cậu nhá. Ôi nóng này có sợ em bé hâm đít không, đóng bỉm này ấy. Ôi đáng yêu quá nhỉ, em bé à. Này. Bố mang nước cho hai mẹ con này. Ôi. Chị chín ác quá nè. Yêu thế. Chị chín này. Này thọc có tàu đó. Tàu à? Tàu. Hey. Chịu có đâu. Thôi tôi phần cấp phần này thôi. Mẹ ơi, này em mua một tép luôn. Con được 3 tháng chưa nhà anh Quả nhỉ? Được chứ. Được 3 tháng rồi đây nhỉ? Con này ở nhà. Hello, tao 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 Ôi, đây à, đây à. Vậy hôm nay có cho con nằm đây để chị đi trồng sắn không? Vẫn cho mà. Vẫn cho nằm ở đây á? À? Ai cho, không ai cho mà. Sáng nay thằng anh kia nó trồng. À, phải để ý đấy, không chỗ này dưới gốc tre này. Rắn rết đấy. Rắn rết xong rồi muối nó đầy. Phải để ý đấy. Đấy có hai em nhỏ, hai em lớn. Bé gì tổ chọn chèm. Nằm đây luôn đấy. Cho nằm đây luôn hả chị? À sáng nằm bên đây nằm bên kia à. Em bé là lớn rất là nhanh, mỗi ngày một khác à. Trước là đi trồng sắn ở bên kia là nằm ở chỗ kia thấy bé bé. Nay quay trở lại thấy lớn lắm rồi. Bé thằng em đang cầm điếu bé đúng không? Hả? Chủ nhà đây. À đây. Chị ba. Này nhìn bạn này nằm này thấy có vẻ là hơi nguy hiểm nhỉ, nhìn nó ngứa xong rồi lá tre nó rụng xuống nhỉ. Ừ. Sao làm đây nào con rắn rết thôi. Nhưng mà không ai trông thì cũng phải chịu thôi. Điệu vào thì nó nóng cũng không làm được việc. Ở đây là cũng có mấy bạn bé cũng ở quanh đây. Hiện tại em hiện tại đang cầm đây là số tiền 5 triệu. 5 triệu này là của anh Bình ở bên Mỹ, anh gửi tặng cho vợ chồng nhà anh. Anh chị, anh nói là bây giờ cũng đến cái mùa cày cấy rồi thì lấy cái tiền này để mà mua phân bón với lại chị cầu thì cũng mới sinh xong ý. Thì mua thêm thịt với lại cá để mà ăn cho nó có chất. Mua xăng dầu chạy xe xăng chạy máy. Mà đấy, cày cấy. Cái này đấy lên nhà anh Quả thì ăn có mỗi bát cơm với lại nước lọc thôi, ăn nước sôi thôi. Vậy làm sao mà có chất để mà đi làm. Em đếm nhá, 5 triệu là 25 tờ. Nhớ nhìn nhá em đếm nhá. 1... 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Đây, đủ 25 tờ chưa? Vâng. Đây thì chúng em thì cũng không hay ở nhà, dạo này chúng em hay đi trên Mường Khương ý. Nên là em trao tiền cho anh chị, sau đó anh chị không mua nhá. Mua thịt với lại mua gì thì mua nhá, nhớ là tiết kiệm nhá. Đây, em gửi anh, đếm lại đi. Cần đến nào? Đếm, cứ đếm lại đi. Ê, có cảm ơn anh chồng. Anh biết nói như nào? Không biết nói gì, biết một là nói một tiếng cảm ơn. Vâng. Thế còn anh quả? Thì em cảm ơn anh đã cho một số tiền, có quà tiền cho em để được mang đi vừa tài mua rau cho vợ con ăn. Cái này thì đối với lại thì chúng em thì nó cũng rất là nhiều, để mình làm sắm về sắp chết mình mới có được cái chứ nhà anh nhỉ. Cái này nếu làm đi làm thì cũng khó kiếm được. Thôi bây giờ thì chắc là chúng em cũng đi về thôi. Thay mặt cho gia đình nhà vợ chồng anh Quả thì anh Quả cũng xin gửi lời cảm ơn anh Bình rất là nhiều. Là anh Bình là cũng là một mạnh thường quân ủng hộ giúp đỡ xây nhà bố con ánh sáng ở trên Mường Khương, là anh cũng ủng hộ một số tiền là rất là lớn ạ. Vâng, thế chúng em đi về đây. Đi. Chồng nhận được một số tiền lớn như vậy có vui không anh? Em rất là vui ạ. Anh rất là vui á? Rất là bất ngờ về nhà xong anh chị lại cần số tiền để quà. Rất là bất ngờ luôn nhỉ. Thôi bây giờ thì anh Quả cũng đi về để mà chờ giống sắn, chúng em cũng đi về thôi.